Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin cuộc sống 24 giờ ngày 3 mùng 3 tháng 7. Tôi là Bình Tiên và Nhật Minh. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Thái Lan tìm thấy đội bóng thiếu niên trong hang động sau 9 ngày mất tích. Điểm chuẩn vào lớp 10 đang nhảy múa như chứng khoán, nhiều bậc phụ huynh ở thủ đô phải vất vả tìm trường học cho con. Và trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, không khí ngày càng ô nhiễm khiến cho nhiều người dân chật vật tìm cách để bảo vệ sức khỏe của mình. Thích thú ngắm khu rừng nổi giữa lòng New York của Mỹ. Giới chức ở tỉnh Chiang Rai ở Thái Lan vào ngày 2 tháng 7 cho biết, sau 9 ngày mất tích trong hang Tham Loang, một hang động ngập nước ở tỉnh này, thì các đội cứu hộ đã tìm thấy 13 thành viên đội bóng thiếu niên. Tỉnh trưởng Chiang Rai, Narongsak Osatanakon xác nhận đội cứu hộ đã tìm thấy 12 nam thiếu niên tuổi từ 11 đến 16 cùng với huấn luyện viên 25 tuổi mất tích từ tối 23 tháng 6, tất cả đều an toàn. Theo ông Narongsak, lực lượng chức năng sẽ chặt chẽ cho đến khi họ có thể di chuyển khỏi hang. Lực lượng cứu hộ đã triển khai hoạt động tìm kiếm từ ngày 24 tháng 6, ngay sau khi phát hiện xe đạp cùng với giày đá bóng của đội tại miệng hang Tham Loang. Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan cũng đã có mặt ngay từ đầu tham gia cứu hộ. Ngày 2 tháng 7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thông báo đã bắt giữ một đối tượng âm mưu đánh bom nhằm vào màn diễu hành nhân ngày Quốc khánh của Mỹ ngày 4 tháng 7 tại thành phố Cleveland của bang Ohio. Thông báo của FBI cho biết đối tượng tên là Demetrius Nathaniel Pitt, còn sử dụng tên khác là Abdurrahman Rafid, phải đối mặt với tội danh âm mưu hỗ trợ cho kẻ tổ chức khủng bố ngoài. Ngày từng tiết lộ với một đặc vụ về kế hoạch gắn chất nổ trên một chiếc xe tải hoặc những phương tiện khác tấn công nhằm vào quân nhân và gia đình họ trong những hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh Mỹ sắp tới. Các quan chức FBI và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Pitt là công dân Mỹ từng có nhiều tiền án tiền sự. Các đặc vụ FBI đã theo dõi đối tượng này trong nhiều tháng sau khi tên này công khai ủng hộ Al-Qaeda và thể hiện tư tưởng bạo lực nhằm vào một số nhóm người. Thông báo ngày 2 tháng 7 của công tố viên Bỉ cho biết, giới chức nước này đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi âm mưu đánh bom một cuộc họp mặt tại Pháp của nhóm hoạt động chính trị của Iran. Cảnh sát tìm thấy một quả 500 gram loại bom tự tạo từ các loại hóa chất sẵn có và một thiết bị kích nổ trong xe của những đối tượng này. Bỉ và nhiều quốc gia châu Âu vẫn duy trì tình trạng tăng cường an ninh sau nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra tại châu Âu những năm trước. Theo một báo cáo của cơ quan cảnh sát châu Âu Europol mới đây, số các vụ tấn công thánh chiến nhằm vào các mục tiêu châu Âu đã tăng gấp đôi vào năm 2017. Giới chức cơ quan thực thi hàng hải Malaysia ngày 2 tháng 7 đã cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 18 người mất tích sau một chiếc thuyền chở hàng chục người Indonesia di cư trái phép bị lật ngoài khơi của Malaysia. Chiếc thuyền bị lật khi đang chở 44 người ở ngoài khơi của bang Johor miền nam nước này. Chiếc thuyền đang trên hành trình từ đảo Batam, Indonesia đến Tanjung Penawa thuộc bang Johor của Malaysia. Lực lượng chức năng đã cứu được 25 người, một người phụ nữ đã thiệt mạng. Hiện còn 18 người vẫn mất tích và lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm và cứu hộ. Theo tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia, gần 150 nhân viên thuộc nhiều cơ quan chính phủ Malaysia cùng 7 chiếc tàu thuyền và một máy bay trực thăng đang tìm kiếm những người mất tích ở khu vực rộng hơn 510 km². Namun data ini masih bisa berubah karena đợt lũ ống lũ quét trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Mưa lũ đã làm nhiều hệ thống lưới điện bị hư hỏng, khiến hơn 6.000 hộ dân bị mất điện. Và đến thời điểm này thì vẫn còn hàng trăm hộ dân của các bản tại các xã biên giới của huyện Mường Tè gặp rất nhiều khó khăn. Và trước tình hình đó thì cán bộ nhân viên điện lực Nậm Nhùn, công ty điện lực Lai Châu đã không quản ngại khó khăn vượt qua hàng trăm điểm sạt lở để mang lại dòng điện thắp sáng cho những thôn bản đang bị cô lập. Sau hơn 10 giờ đồng hồ đi bộ, vượt chặng đường dài gần 30 km,
với rất nhiều điểm sạt lở. Cán bộ kỹ thuật của điện lực Nậm Nhùn đã có mặt tại bản Gia Tè, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để kiểm tra sự cố lưới điện bị hư hỏng do mưa lũ gây ra. Phương án khắc phục, đấu lại đường điện cho người dân ngay lập tức được bàn bạc, triển khai để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Là do cái đường xá nó sạt lở, bây giờ mới chỉ là đi bộ vào nên là rất là khó khăn trong cái việc vận chuyển vật tư dụng cụ vào để xử lý. Và dự kiến thì trong khoảng ít là chừng muộn nhất là 4 ngày nữa thì đơn vị cũng sẽ cố gắng khắc phục để cấp điện cho bà con sinh hoạt bình thường. Quốc lộ 4H nối huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên có hàng trăm điểm sạt lở. Người dân đi lại qua đây gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ nhân viên điện lực đã tìm mọi cách vận chuyển phương tiện, đồ đạc vượt qua những điểm sạt lở để lưu thông an toàn. Trên đường đi chúng tôi xử lý cái sự cố sạt lở đổ cột đứt dây. Ngoài những nhiệm vụ của chúng tôi thực hiện thì chúng tôi cũng trên đường đi chúng tôi cũng cùng bà con giúp đỡ bà con trong quá trình mà vượt qua những điểm sạt lở một cách nhanh nhất mà an toàn nhất. Ăn vội bữa cơm đạm bạc rồi chia sẻ động viên nhau bằng những tiếng cười để vững niềm tin. Những cán bộ, nhân viên ngành điện lại tiếp tục lên đường vượt hiểm nguy khó nhọc để mang về dòng điện sáng cho những người dân thôn bản đang bị cô lập. Sau những đợt khan hiếm vaccine dại, vaccine 5 trong 1, vaccine viêm não mô cầu và nhiều xáo trộn trong hoạt động cung ứng vaccine trong thời gian qua, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi cơ sở đăng ký sản xuất nhập khẩu vaccine về việc tăng cường nguồn cung ứng của các loại vaccine. Theo đó, thì Bộ Y tế và các đơn vị nhập khẩu sẽ tìm thêm nguồn nhập khẩu hoặc nhập vaccine mới để tránh gián đoạn tiêm chủng. Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia của Việt Nam đang sử dụng vaccine phòng các bệnh lao, viêm gan B, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, bệnh do Haemophilus influenza, tuyếp B gây ra, sởi, viêm não Nhật Bản, rubella, tả và thương hàn. Vaccine sử dụng trong tiêm chủng mở rộng bao gồm cả vaccine sản xuất trong nước và vaccine nhập khẩu, cả vaccine đa giá và đơn giá. Trong thời gian tới, do sự thay đổi nguồn kinh phí phân bổ cho chương trình và những biến động khách quan về nhu cầu sử dụng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, Bộ Y tế sẽ phải lựa chọn những phương án khác nhau để mua sắm vaccine đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thực tế. Các cơ sở sản xuất cần phát huy nội lực, tăng cường hợp tác, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ các cơ sở sản xuất vaccine nước ngoài để nâng cao năng lực sản xuất cũng như chất lượng của vaccine sản xuất trong nước. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở nhập khẩu chủ động tìm kiếm, liên hệ, đàm phán với các nhà sản xuất nước ngoài để có thể tăng thêm số lượng nhập khẩu các loại vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm chủng. Thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo, tỉnh Khánh Hòa cũng đã nhanh chóng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh từ khâu kiểm dịch y tế quốc tế đến y tế dự phòng. Vì hiện nay tại tỉnh Khánh Hòa có cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt khách đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đây được cho là khu vực có nguy cơ lây lan bệnh dịch cao. Tuy nhiên, với 3 máy đo thân nhiệt từ xa bằng camera hồng ngoại và hơn 20 máy đo thân nhiệt cầm tay, tất cả các du khách qua cửa đều được kiểm soát thân nhiệt. Trường hợp khách có thân nhiệt vượt quá 38 độ C sẽ phải dừng lại đeo khẩu trang và tiến hành cách ly để kiểm tra. Ở cửa khẩu khoảng 5 kiểm dịch viên thì chúng tôi tăng cường 7 kiểm dịch viên tại cửa khẩu hàng không. Còn đường hàng hải chúng tôi tăng cường 1 đến 2 kiểm dịch viên tại đó để khi cần ứng biến những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola. Chúng tôi đã triển khai một cái kế hoạch rất cụ thể ở giai đoạn nào thì làm gì và trách nhiệm của từng đơn vị từ cửa khẩu làm như thế nào. Chúng tôi tăng cường tầm soát, tập huấn cho các đơn vị bạn bao gồm là hải quan, biên phòng xuất cảnh, cảng vụ và các đại lý hàng không hàng hải để họ phối hợp chúng tôi trong cái việc mà tầm soát, giám sát luồng hành khách. Hiện tại nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola. Tuy nhiên, Bộ Y tế cùng ngành y tế các tỉnh đang chủ động triển khai công tác chống dịch bệnh, trong đó chú trọng đến công tác tập huấn cho nhân viên, các quy trình cách ly hành khách và khử trùng hành lý phương tiện vận tải, theo áp phích ở những nơi tập trung nhiều hành khách để tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng bệnh của người dân. Xảy ra Ebola ở Khánh Hòa, ở Việt Nam cũng giống như ở Khánh Hòa thì là nguy cơ thấp và không cao. Và tuy nhiên là vẫn không loại trừ cái khả năng cái bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam cũng như là Khánh Hòa. Chúng tôi xây dựng một cái quy chế phối hợp
nếu mà có phát hiện một trường hợp nào đó nghi ngờ thì chúng ta tiến hành là cách ly, giám sát, lấy mẫu và điều trị theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh công tác giám sát, phát hiện chủ động tại các sân bay, bến tàu, nhà ga, ngành y tế còn trang bị các máy phun khử trùng tự động, máy đo thân nhiệt qua tai, trán, cũng như trang bị các trang thiết bị bảo hộ để phòng tránh Ebola xâm nhập. Tuy nhiên, thời điểm này là kết thúc năm học, học sinh đi du học về nghỉ hè, cũng như lượng khách du lịch tới Việt Nam qua đường hàng không tăng cao, nên nguy cơ về việc xâm nhập bệnh do virus Ebola là có thể xảy ra. Sau đợt heo xuống giá từ đầu năm nay, hiện tình trạng các lò giết mổ nhỏ lẻ tự phát trên địa bàn của Ninh Thuận vẫn ngang nhiên hoạt động. Chưa kể một số hộ nhỏ lẻ tuy có đăng ký kinh doanh nhưng do nằm trong khu dân cư nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Và đặc biệt các lò mổ này thường không đảm bảo vệ sinh nên đang gây bức xúc cho người dân sống chung quanh. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Lò mổ của ông Phan Văn Hiếu nằm trong khu vực dân cư. Tại thời điểm kiểm tra, nơi này đang tiến hành nuôi nhốt gần 20 con heo. Việc nuôi nhốt heo với số lượng lớn đã gây mùi hôi khó chịu cho các hộ xung quanh, nhất là vào thời điểm trưa nắng. Theo chủ cơ sở, do giết mổ nhỏ nên cơ sở nuôi nhốt heo tại nhà để giảm chi phí vận chuyển. Anh em thú y xã huyện cũng có đến lò mổ gia đình chúng tôi, cũng có khảo sát qua vấn đề lò mổ heo ở đây, thì xét qua thì thấy cũng còn gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà cũng có dự đầu gia đình cũng có là làm cái lò ga 25 triệu để mà chứa những mùi hôi thối đó. Bên cạnh vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải và mùi hôi từ việc nuôi nhốt, khu vực giết mổ cũng không đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thêm vào đó, vệ sinh khu vực giết mổ chưa được quan tâm chú trọng, khiến các sản phẩm thịt sau khi giết mổ có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Qua kiểm tra thì theo phản ánh của người dân thì thực tế là cũng có, nhưng mà cũng mong là các cấp, là các ngành chức năng rồi cũng về hướng dẫn cái nơi mà giết mổ cho hộ gia đình, mục đích là tạo điều kiện để cho gia đình là có cái công ăn việc làm, ổn định cái cuộc sống. Chứ còn bây giờ là qua kiểm tra thì về cái phía địa phương thì cũng không có chuyên nghiệp, không có chuyên môn. Hiện tại trên địa bàn xã Phước Sơn chưa có lò mổ tập trung, do đó lò mổ nhỏ lẻ đáp ứng phần nào nhu cầu của người tiêu dùng. Ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các chủ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, bố trí nơi giết mổ đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, việc quản lý vẫn còn nhiều bất cập do quá nhiều lò giết mổ tự phát. Ngay sau khi thông xe một ngày, công trình cầu vượt Mỹ Thủy ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều vết nứt và trồi nhựa. Đây là một dự án trọng điểm nhằm giảm kẹt xe cho khu vực cảng Cát Lái. Do vậy, chất lượng công trình luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư cho rằng đây không phải là sụt lún hay trồi nhựa. Chỉ sau một ngày đưa vào sử dụng, cầu vượt Mỹ Thủy quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, cây cầu được đầu tư 200 tỷ đã biến dạng thế này. Đoạn trồi lún xuất hiện tại khu vực đổ dốc cầu theo hướng từ quận 2 qua quận 7, dài khoảng 10m ở cả hai làn ô tô. Đại diện chủ đầu tư cho rằng đây không phải là sụt lún, chỉ là do thi công chưa hoàn chỉnh. Lý do tại sao chúng tôi chưa thể thi công được đủ bề dày lớp kết cấu là do chúng tôi mới chỉ thi công theo cao độ của đường tạm để cho các phương tiện ô tô vẫn có thể lưu thông được từ hướng quận 9 về nút giao thông Mỹ Thủy. Sau khi thông xe, chúng tôi mới có thể đóng được đường tạm và triển khai tiếp tục. Cũng theo đơn vị này, việc thông xe cầu vượt nhằm giảm tải cho các tuyến đường lân cận, nhưng cao độ đường đầu cầu chưa hoàn thiện nên đã dẫn đến sự cố ngoài ý muốn này. Tuy nhiên, theo chuyên gia giao thông Phạm Xanh, vấn đề hư hỏng không nằm ở các tuyến đường tạm hay lân cận, mà ngay chính trên cầu vượt được gọi là chưa hoàn thiện nhưng đã đưa vào sử dụng. Cái này là cái đường tạm để mà thi công, hay là cái đường này nó là cái đường giai đoạn 1 để sau đó anh nâng lên nữa, thì anh phải trả lời rõ ràng. Có bao giờ cho làm mới làm cái nền đá, mới làm phủ một lớp nhựa mỏng như vậy, 7 phân như vậy mà cho thông xe liền đâu. Như vậy anh chủ quan cái xuất kỹ thuật và anh làm sai tiêu chuẩn. Nhớ lại, chứ không phải là bây giờ chúng ta cào ào đối thừa, né tránh rồi chúng ta vội vàng rồi cào bốc rồi trám lên. Theo tôi không xong đâu, nó sẽ hư tiếp. Hiện đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành nâng cấp đoạn hư hỏng đầu cầu vượt Mỹ Thủy. Trong thời gian này, đơn vị thi công sẽ tiến hành đóng mở một số làn đường để sửa chữa.
Chúng tôi sẽ triển khai thi công tiếp tục bề dày lớp kết cấu trên từng làn xe của mỗi hướng và các phương tiện vẫn lưu thông được trên làn đường còn lại. Thời gian thi công hoàn thiện phần đường đầu cầu này của chúng tôi dự kiến khoảng 1 tháng rưỡi. Việc khắc phục là điều đương nhiên, nhưng lo ngại của chuyên gia và người dân là dễ hiểu khi hiện tượng sụt lún đã xuất hiện. Và đây không phải là công trình đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh hư hỏng khi được đưa vào sử dụng chưa được lâu. Năm nay Hà Nội vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 như những năm học trước. Sau 2 ngày bắt đầu tuyển sinh tiến vào lớp 1 của năm 2018-2019, số hồ sơ đăng ký thành công đã lên đến 65.000, chiếm trên 50% chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến. Theo kế hoạch, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến của lớp 1 tại Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7. Ghi nhận trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 công lập tại Hà Nội, cha mẹ học sinh chỉ mất 20-30 giây để đăng ký thành công vào các trường tiểu học như tiểu học Dịch Vọng A, Cầu Giấy, tiểu học Kim Đồng, Ba Đình và không có hiện tượng nghẽn mạng. Các trường tiểu học, phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục đào tạo đều có tổ công tác trực hỗ trợ cha mẹ học sinh. Trung bình khoảng 2 tiếng sau khi đăng ký thành công sẽ có email tự động gửi tới email đăng ký tuyển sinh trực tuyến của phụ huynh. Trong thời gian này, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã phát hiện hiện tượng giả mạo làm dịch vụ chỉnh sửa thông tin cho phụ huynh học sinh. Sở khuyến cáo mọi thông tin của học sinh cần chỉnh sửa đều phải thông qua các nhà trường và phụ huynh phải mang hồ sơ gốc để đối chiếu. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian để các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn nhận hồ sơ nhập học của thí sinh là đến hết ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7. Vì vậy, sau khi có điểm chuẩn thì nhiều phụ huynh đã nháo nhác đến các trường ngoài công lập để rút hồ sơ đã nhập học cho con trước đó. Thế nhưng mà nhiều trường ngoài công lập đã chốt lịch nộp hồ sơ và gây khó khăn cho phụ huynh khi muốn rút lại hồ sơ. Nếu có trả lại hồ sơ, nhà trường cũng không trả lại khoản tiền đã nộp trước đó. Trong điều kiện tuyển sinh căng thẳng như hiện nay, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường trung học phổ thông trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh và tạo điều kiện cho học sinh rút hồ sơ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 về đối tượng, phương thức, điều kiện, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường. Khi có nhu cầu thì được quyền rút hồ sơ, nhà trường phải tạo điều kiện để học sinh rút hồ sơ. Hiệu trưởng nhà trường phải phân công cán bộ tuyển sinh có đủ thẩm quyền trực trong thời gian tuyển sinh đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2018, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, để hướng dẫn giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh không được gây khó dễ. Những ngày qua, cùng với cái nắng nóng gay gắt của Hà Nội thì có một câu chuyện cũng gây ra một sức nóng khiến phụ huynh đứng ngồi không yên. Đó là chọn trường cho con. Nói là điểm chuẩn nhưng thực ra lại chưa phải là chuẩn, vì cứ vài tiếng lại có những biến động thay đổi một lần. Rồi thì tuyển sinh gấp rút để đi nghỉ mát khiến phụ huynh không thể rút hồ sơ. Cách tuyển sinh có phần kỳ quái của các trường tư khiến cho bố mẹ học sinh tại Hà Nội vô cùng bức xúc. Và nhiều phụ huynh đã chấp nhận đóng một khoản tiền gọi là phí giữ chỗ, nhưng mà cũng có người đã đóng tiền mà vẫn không nộp được hồ sơ cho con. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua dành chỗ học cho các dê vàng. Nhiều người tự đặt ra câu hỏi là nhà trường liệu có đang bắt học sinh và phụ huynh chơi chứng khoán điểm chuẩn hay không? Mấy ngày qua thì ngôi trường Tạ Quang Bửu này được coi là tâm điểm dư luận của đợt xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội. Đây là ngôi trường ngoài công lập được chủ động phương thức xét tuyển theo các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề ra. Và giữa cái nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội, nhiều phụ huynh đã phải bật khóc vì trò may rủi của đợt xét tuyển lần này. Điểm chuẩn trường Tạ Quang Bửu từ 46 lên 50,5 điểm chỉ trong 2 ngày, 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7. Trong khuôn viên trường, chỉ vài ngày trước là sự nhốn nháo, đủ cảnh hỉ nộ, ái ố, mà ranh giới giữa đỗ và trượt chỉ thay đổi theo giờ. Nhiều phụ huynh bối rối, rơi vào thế bị động, nhiều người khác đã nức nở vì không nộp được hồ sơ cho con. Ngày hôm nay là khẩu hiệu mời chào những thí sinh đã trúng tuyển trong cuộc chạy đua xét tuyển, những người được cho là may mắn hơn. Cũng may là gia đình phát hiện kịp thời, cũng theo dõi liên tục trên cái trang web này, thì cũng xử lý kịp cái thông tin.
Đấy, thì thấy nhiều cái trường hợp khác là cũng không theo dõi kịp thời ấy, mà lên muộn thì có thể là mất cơ hội. Và mất ăn, mất ngủ, rồi cảm giác là phải chờ đợi cái khoảnh khắc rất là lâu, để vì ảnh hưởng đến cả tâm lý, rồi là công việc vậy cũng phải sắp xếp để đi theo phục vụ cho con. Trước đó, trường Tạ Quang Bửu còn đặt ra một luật chơi, đó là hình thức nhận nộp lệ phí ghi danh 2 triệu đồng. Ai ghi danh sớm sẽ được tặng 1 điểm. Nếu học sinh trúng tuyển vào trường mà không học thì trường sẽ không trả lại phí ghi danh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, về nguyên tắc, trường Tạ Quang Bửu làm thế không sai, bởi đây là trường ngoài công lập, được phép tự chủ về tài chính và tuyển sinh. Nhưng sở này cũng cho rằng cần có hình thức tuyển sinh khoa học hơn để tránh gây xáo trộn cho phụ huynh và dư luận. Một trường dân lập khác ở Hà Nội là Đào Duy Từ thì yêu cầu phụ huynh cam kết học ổn định trong 3 năm ở trường, nếu không thì nhà trường không nhận hồ sơ. Hay trường Lương Thế Vinh cũng bắt phụ huynh phải nộp các khoản tổng cộng là hơn 6 triệu đồng và không được nhận lại nếu rút hồ sơ nhập học ra. Mỗi trường đã lựa chọn những cách giữ học sinh lại, cách thức cười ra nước mắt. Cũng phải chia sẻ là trường nào cũng muốn ổn định cái tuyển sinh. Rút ra rút vào như thế rồi không biết kế hoạch tuyển sinh như thế nào. Cho nên là nó hình thành cái sự xung đột. Thế thì vấn đề giải quyết cái xung đột này như thế nào? Thế thì cũng có trường là bằng cách giữ hồ sơ hoặc làm khó, chưa giả hồ sơ ngay. Một vài trường nữa là bằng cách là giữ lại tiền. Tuy nhiên, trường Marie Curie chúng tôi thì không chọn cách đó. Không gây khó dễ cho phụ huynh và học sinh trong việc nộp rút hồ sơ, trường phổ thông Marie Curie Hà Nội đã đưa ra thông báo rõ ràng về mức điểm chuẩn của đợt 1 và đợt 2 nếu có, và thêm một số lưu ý quan trọng là nếu có cơ hội khác phù hợp hơn, cha mẹ học sinh có thể rút toàn bộ hồ sơ và các khoản kinh phí đã nộp. Mình có khó một chút, mình phải linh hoạt. Nhất là các trường ngoài công lập chúng tôi thì nên phải có nhiều phương án linh hoạt. Còn bằng những cái cách mà cha mẹ học sinh không bằng lòng, không vui lòng ấy, thì nên tránh. Bởi vì kể cả trường công cũng vậy. Và giáo dục nói chung là nên hướng đến người học. Trên thực tế, sức nóng chỉ tập trung ở một số trường. Nhiều trường ở Hà Nội vẫn đang trong tình trạng thiếu học sinh, như trường liên cấp Lê Quý Đôn ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Còn những trường mà nằm ở ngoại thành hoặc là những cái vùng ven thì tôi nghĩ là nếu như chúng ta điều tiết tốt, có những thông tin tốt thì có lẽ là cái áp lực đó không lớn như là chúng ta vẫn nghĩ. Với số học sinh ở Hà Nội vào lớp 10 tăng thêm 22.000 em trong năm học này, những cơn sốt tuyển sinh lần đầu tiên đã xảy ra. Có những cơn sốt do yếu tố thu hút tích cực của các trường đặc thù, nhưng cũng có những cơn sốt mang màu sắc tiêu cực, mà câu chuyện điểm chuẩn nhảy múa vừa qua là một ví dụ điển hình cho sự thiếu nhân văn đó. 12 con giáp là hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong văn hóa tâm linh của người Việt. Theo phong tục của Việt Nam, trong 12 con giáp thì mỗi con sẽ ứng với một năm và nó sẽ tượng trưng cho tính cách hoặc công việc trong tương lai của mỗi người. Có lẽ vì vậy mà những hình ảnh của các linh vật này thường được sử dụng ở nhiều nơi như là chùa chiền, công viên hay là khu vui chơi. Mạng xã hội những ngày qua đã chia sẻ bức tượng của một chú khỉ cùng với 11 bức tượng khác nằm trong quần thể 12 con giáp tại công viên trung tâm của thành phố Hạ Long. Những bức tượng này đã có ở đây từ rất nhiều năm nay, tuy nhiên bất ngờ nổi tiếng với những biểu cảm hài hước. Bức tượng của chú khỉ này thu hút sự quan tâm của cư dân mạng bởi dáng vẻ tùm và biểu tả khó tả. Ngoại hình này được tạo nên bởi cỏ mọc lâu ngày, tuy nhiên thần thánh của biểu tượng cũng là điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều dòng bình luận về những bức tượng này. Con nào con ấy đều nhìn ngô nghê hoặc creepy thôi rồi. Ôi, nhìn như kiểu dân du kích vừa đi vừa đánh trận vậy. Nguyên nhân xảy ra sự biến đổi ngoại hình của 12 con giáp này là do gần đây chúng ít được quan tâm. Và do cỏ mọc tùm mà con nào con ấy đều như khoác lên mình chiếc áo ngụy trang. Điều này khiến không ít người cảm thấy đáng tiếc. Vào cuối tháng 3 năm 2018, khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cũng đã từng gây bão dư luận khi trưng bày 12 con giáp khỏa thân không phù hợp với thẩm mỹ và văn hóa Việt.
Và chuyên mục điểm báo ngày hôm nay sẽ mở đầu với một bài viết được đăng tải ở trên trang 4 và trang 5 của báo Tiền Phong, 4 dự án thua lỗ ngành hóa chất chỗ chết chìm nơi lóe sáng. Báo cáo mới nhất về 4 dự án thua lỗ ngành hóa chất cho thấy một số dự án trong tình cảnh vô phương cứu chữa khi tiếp tục lỗ sâu. Hai dự án đã bắt đầu làm ăn có lãi, duy trì sản xuất đều đặn và có khả năng thoát lỗ trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem Nguyễn Phú Cường cho hay, tập đoàn mới báo cáo Bộ Công Thương về tình hình hoạt động của 4 dự án đầu tư nghìn tỷ bị thua lỗ. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình, công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, công ty cổ phần DAP Vinachem và công ty cổ phần DAP số 2 Vinachem. Có hai đơn vị có nhiều tín hiệu khả quan tăng trưởng với giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu và giảm lỗ so với cùng kỳ. Sáng sủa nhất của dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 ở Hải Phòng. Và cũng theo ông Cường thì cả 4 đơn vị vẫn đang hết sức khó khăn trong việc vay vốn lưu động để phục vụ cho sản xuất. Theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thì dù nỗ lực và có những tia hy vọng bước đầu nhưng khó khăn với những đơn vị này vẫn chồng chất. Nếu không được tháo gỡ tiếp, các đơn vị sẽ khó có thể duy trì được việc cải thiện sản xuất như hiện nay. Như với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình, định mức tiêu hao thực hiện trong quý 1 vẫn còn cao hơn kế hoạch đăng ký vì tiêu hao than cám 4A trên NH3 tăng do hiện tượng dò khí tổng hợp. Theo lãnh đạo của Đạm Ninh Bình, tình hình tài chính của công ty trong quý 2 năm 2018 vẫn trong bối cảnh mất cân đối. Dòng tiền để thanh toán các nghĩa vụ nợ tới hạn chưa chủ động được và phải phụ thuộc hoàn toàn vào doanh thu tiêu thụ. Hiện công ty đang phối hợp với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm việc với chính phủ, các bộ ngành để có cơ chế hỗ trợ giải quyết các khó khăn. Tác giả Dương Lê trên trang 2 của báo Tiền Phong có bài viết về câu chuyện vụ mua Mobifone mua AVG. Ông vụ trưởng có dấu hiệu cố ý làm trái. Được phân công làm tổ trưởng thẩm định dự án Mobifone mua cổ phần AVG, ông Phạm Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông bị xác định đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu cố ý làm trái. Cuối tuần qua, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với ông Phạm Đình Trọng, đảng ủy viên, bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Phạm Đình Trọng có nhiều vi phạm rất là nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra dự án trên, trong đó xác định trách nhiệm và chỉ ra dấu hiệu cố ý làm trái của vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra ý kiến tham mưu báo cáo thẩm định dự án. Theo đánh giá, tổ trưởng tổ thẩm định đã không tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản biện của một số thành viên về sự cần thiết phải đầu tư vào AVG, hay là việc lựa chọn phương án đầu tư mua cổ phần, việc xác định tỷ lệ mua cổ phần AVG, nhưng đã đánh giá Mobifone nghiên cứu đầy đủ toàn diện về dự án là thiếu khách quan, mang tính chủ quan. Sáng ngày 2 tháng 7, tại phiên họp trực tuyến chính phủ với các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra đề xuất cho thành phố Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư và theo đề xuất có thể chia sẻ đối với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác. Và nếu được đồng ý thì thành phố trước mắt sẽ thu được trên 300 tỷ đồng ngân sách. Chủ tịch Hà Nội nói về đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư, nhan đề bài viết đăng tải ở trên trang 6 của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi qua điện thoại với báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, đề xuất này nhằm tạo thuận lợi cho người dân bởi thông tin dữ liệu dân cư này chỉ là thông tin trên chứng minh nhân dân, hộ chiếu, không phải là bí mật đời tư. Cơ sở dữ liệu dân cư này được tích hợp vào một trung tâm dữ liệu để dùng chung. Các đơn vị như phòng công chứng, ngân hàng có thể truy xuất dữ liệu và trả phí. Người dân khi tham gia các dịch vụ này sẽ không phải đem theo chứng minh nhân dân, giấy tờ liên quan như hiện nay đang làm, mà chỉ cần cung cấp mã số cá nhân để các đơn vị này truy xuất trên mạng thì sẽ ra các thông tin cần thiết. Theo ông Trung, thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thành cả nước xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư. Cơ sở dữ liệu dân cư là những thông tin như trong chứng minh nhân dân, hộ chiếu và thông tin trong hộ khẩu gồm khoảng 7 thông số, không phải là những thông tin về bí mật đời tư cá nhân. Về việc bảo mật tránh bị khai thác thông tin vào mục đích xấu, ông Trung nói không đáng lo vì cơ quan quản lý sẽ bảo mật. Hệ thống mạng dữ liệu sẽ kiểm soát được, truy vết được ngày nào ai mở xem và mở cái đó nhằm mục đích gì. Ngoài ra người khác chỉ mở được khi người dân cung cấp đúng mã, tức là không phải ai muốn truy xuất cũng được, giống như người dân đang dùng thẻ ngân hàng phải đọc được số thẻ và mã số.
Cũng theo ông Trung, từ lúc ông làm giám đốc công an thành phố Hà Nội thì cơ sở dữ liệu về dân cư của thành phố đã được làm xong. Dữ liệu này đã được chạy ổn định 4 đến 5 năm rồi nhưng không người dân nào bị lộ thông tin. Và hiện người dân trong thành phố đến cơ quan công an làm hộ chiếu thì phía công an đều truy cập được cơ sở dữ liệu này. Đây là cơ sở rất có lợi cho công tác quản lý và đỡ phiền hà rất nhiều cho người dân thành phố. Tác giả Dạ Khánh trên trang 4 của báo Hà Nội mới có bài viết về câu chuyện vi phạm trong quản lý và sử dụng nhà chung cư, nguồn cơn tranh chấp, khiếu kiện là ở đâu. Những năm gần đây thì mô hình phát triển nhà ở chung cư tại các khu đô thị ngày càng tăng cao, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người dân. Song tỷ lệ thuận lợi, cùng với đó là một số vi phạm trong việc tranh chấp các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. Thậm chí những vi phạm này còn là nguyên nhân làm nảy sinh các tranh chấp khiếu kiện tại nhiều chung cư do chủ đầu tư chây ý thực hiện nghĩa vụ. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay địa bàn thành phố có 688 cụm tòa nhà chung cư thương mại đã đưa vào sử dụng. Tuy nhiên thời điểm này mới có 418 tòa nhà thành lập được ban quản trị, 309 tòa chung cư đã bàn giao diện tích chung và phòng sinh hoạt cộng đồng cho ban quản trị. Số nhà chung cư đã được chủ đầu tư bàn giao, số nhà chỉ mới đạt hơn 30% và chỉ có 184 trên 688 nhà chung cư đã được bàn giao quỹ bảo trì phần sở hữu chung cho ban quản trị, trong đó 11 chung cư mới bàn giao một phần của quỹ bảo trì. Thực tế thì vi phạm trong quản lý sử dụng nhà chung cư đang diễn ra hiện nay là khá phổ biến. Đó là tình trạng chủ đầu tư bàn giao không đầy đủ hồ sơ và tranh chấp về diện tích thuộc phần sở hữu chung, công tác quản lý và vận hành tòa nhà, tình trạng thu phí dịch vụ trông giữ xe chưa đúng quy định và nhiều nhà chung cư thì thiếu nước sinh hoạt công cộng, đặc biệt là tình trạng chủ đầu tư chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư. Để có thể thấy được những cái vấn đề như trên thì theo công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay đã yêu cầu các quận huyện phải rà soát chỉ đạo việc thành lập quản lý đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy, sự phối hợp cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức tập huấn để thực tập kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy ở các khu chung cư cao tầng để xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật cho những trường hợp này. Báo Hà Nội mới đăng tải loạt bài gây chú ý để máu rừng ngừng chảy và bài cuối có nhan đề là trách nhiệm không của riêng kiểm lâm. Một trong những nguyên nhân khiến rừng chảy máu là do yếu kém trong công tác quản lý và bất cập về cơ chế chính sách. Do đó, cùng với việc xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, trong đó rất cần sự chung tay của cả cộng đồng. Theo ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, để nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do địa phương quản lý, nên phân cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý để bảo vệ rừng hiệu quả. Khi đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã huyện phải chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ rừng. Trong tình hình hiện cho rằng bản thân kiểm lâm cũng phải thay đổi phương thức quản lý lãnh đạo để bám dân, bám rừng, khuyến nông, khuyến lâm, giúp người dân từ quản lý bảo vệ rừng đến phát triển kinh tế. Tiến sĩ Nguyễn Phi Truyền, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì chia sẻ, đơn vị đã tổ chức khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư sống gần rừng, nhằm tạo làm tăng thu nhập trên diện tích được khoán, đồng thời có chính sách hưởng lợi từ rừng mà không làm mất đi đa dạng sinh học. Kết quả đã khoán quản bảo vệ rừng cho 150 hộ gia đình sống gần rừng với 3.350 ha trong khu phục hồi sinh thái, đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, thôn, bản xây dựng quy ước bảo vệ rừng, xây dựng hệ thống đường dây nóng nhằm ngăn chặn các vụ việc vi phạm. Trên trang 6 của báo Hà Nội mới sáng nay có bài viết về câu chuyện trắng tay chạy biển. Đây là câu chuyện về biển đang nuốt chửng nhà dân, đánh bạt những vạt rừng phòng hộ, đánh tan tác những con đê. Và năm nào cũng vậy, cứ vào mùa sạt lở từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch thì người dân dọc vùng biển Tây Cà Mau, Kiên Giang lại rơi vào cảnh điều đứng như vậy. Dọc theo con đê phòng hộ biển Tây vùng Vàm Tiểu Dừa, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau, trước đây những cánh rừng mắm, rừng đước ôm quanh kéo dài ra biển như một lớp giáp che chở cho những ngôi làng. Cây dày kịt đến mức đứng trên đê không nhìn thấy biển. Bây giờ ngó ra biển chỉ thấy lốm đốm những vạt rừng ra beo, biển lồ lộ thông thống và rừng toàn hoang hết. Một người dân ở đây đã chặc lưỡi: mấy chú làm việc nói mùa này mùa nọ, chớ dân tụi tôi ở đây chỉ có hai mùa, đó là mùa yên ổn và mùa sạt lở. Theo chúng tôi đi qua một bãi đất trống, một anh cán bộ trẻ đồn biên phòng Khánh Tiến đã nói rằng hồi anh mới về nhận công tác tại đây vẫn còn những cánh rừng kéo dài thẳng tắp. Sau rừng là nhà dân, nhưng theo từng năm thì rừng bị
thất trận, bị sóng biển đẩy lui. Đến nhà dân cũng bị biển nuốt. Năm rồi, nhiều nhà ở Vàm Tiểu Dừa đã phải rời đi để chạy biển. Chỉ về phía căn nhà gồ ghề, chỉ còn sơ xác phía xa, một người dân đã nói rằng đó là nhà của người anh em ruột của ông. Ông Thắng Út và nhà ông Út trước đây xa biển đến hàng trăm mét, được gia cố chắc chắn nên trụ lại lâu nhất, nhưng biển đuổi cả xóm rồi đến nhà mình. Và ông Thắng Út hiện nay cũng đã đành bỏ lại cơ ngơi, gây dựng cả đời để tìm được nơi, phải tìm đi tìm nơi ở mới. Và từ Cà Mau ngược về hướng Tây Bắc dọc theo bờ biển Tây thuộc tỉnh Kiên Giang, người dân ở nhiều nơi cũng đang trong tình trạng tương tự. Phía Cà Mau là màn trời chiếu đất do sạt lở. Theo các bậc cao niên từ thủa xa xưa, nơi này nhộn nhịp cảnh buôn bán, nhà ai cũng giữ ăn dư để. Thế nhưng vùng đất này đang bị tàn phá bởi những cơn sóng biển dữ, khoét từng mảng lớn vào bờ làm cho hàng trăm cảnh đời lâm vào cảnh khốn đốn. Như ông Nguyễn Đình Ngàn, 47 tuổi, gia đình đã có 4 hecta đất vuông tôm bên bờ biển, nhưng mới đây thì sóng đã cuốn trôi đi tất cả, đến nỗi cả tường làm nơi trú ngụ của người dân của gia đình ông cũng bị sóng đánh tan ra từng mảnh nhỏ. Và tiếp theo trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng, không khí ngày càng ô nhiễm khiến cho nhiều người dân chật vật tìm cách để tự bảo vệ sức khỏe của mình. Những người Mexico bị trục xuất khỏi Mỹ làm lại cuộc đời trong một nhà hàng đặc biệt. Kỳ lạ nghề nhặt răng cá mập ở bờ biển Nam Phi. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2016, Việt Nam rơi vào nhóm 10 quốc gia ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới. Đến năm 2017, tình hình cũng không khả quan hơn khi nước ta vẫn nằm trong nhóm nước ô nhiễm không khí đang ở mức báo động. Vâng, và thời gian gần đây thì chúng ta liên tiếp được cảnh báo về những ngày mà Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có bầu không khí ô nhiễm trầm trọng, vượt nhiều lần ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của không khí bẩn đến sức khỏe ra sao, chúng tàn phá hệ hô hấp của con người như thế nào thì ít người hình dung được. Vậy thực tế ô nhiễm không khí ở các đô thị đang tàn phá sức khỏe của người dân ra sao và làm gì để đường hô hấp không bị trả giá trước ô nhiễm không khí? Đây sẽ là những nội dung chính mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Ở gần khu công nghiệp với nhiều nhà máy, xưởng sản xuất, những tưởng cuộc sống của ông Lý và gia đình sẽ tốt hơn vì các con ông có công việc ổn định. Gia đình cũng ở gần mặt đường nên có thể dễ dàng đi lại kinh doanh. Thế nhưng khói bụi, ô nhiễm không khí do các nhà máy trong khu công nghiệp này gây ra lại là nguyên nhân khiến ông mắc bệnh phổi mãn tính 6 năm nay. Là nó bị ảnh hưởng rất nhiều về như thế là cái khí độc hại. Ví dụ như thế những cái xưởng cưa, máy sơn, máy các loại là nó bị làm ô nhiễm hết cái môi trường sống rồi thì nguồn nước. Thế cho nên là tôi cảm thấy như thế là bị mắc cái bệnh tắc nghẽn này vào là chủ yếu là có khả năng là nó do từ đấy mà ra. Không chỉ ông Lý mà ô nhiễm không khí cũng khiến nhiều bệnh nhân tại khoa bệnh phổi mãn tính của Bệnh viện Phổi Trung ương thường xuyên tái phát bệnh. Nhà tôi thì ở ngay mặt đường, xe cộ đi lại, nhất là xe mà nó chở vật liệu, nó đi thì rất bụi, kể cả cát, rồi đất nó rơi ra dọc đường ấy. Thế là cái xe sau đi trời nắng, trời khô thì nó bụi mù cả lên. Tại thì thời tiết rất là nắng nóng, nên tất cả những bệnh nhân vào nhập viện đợt này thì bệnh tương đối là nặng. Thứ hai là tần suất nhập viện của những bệnh nhân thì tương đối là dày. Theo thống kê của khoa và của viện thì cái thời tiết nắng nóng và tình trạng ô nhiễm môi trường là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh nhân bị bệnh lý đường hô hấp nặng lên và phải nhập viện. Nếu như trước đây, trong số khoảng 120 bệnh nhi phải nhập viện điều trị nội trú hàng ngày tại khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương, có khoảng 50% là bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, thì vài năm trở lại đây, con số này tăng lên gần 70%. Theo các bác sĩ, ô nhiễm không khí đang là nguyên nhân khiến số bệnh nhi mắc bệnh tăng. Nhiệt độ cao và đồng thời là ô nhiễm không khí thì đó là hai cái yếu tố tác nhân gây nên cái tình trạng sức khỏe của mọi người dân nói chung và đặc biệt là trẻ em nói riêng. Như tôi đã nói rằng là cái khả năng điều hòa thân nhiệt và sức đề kháng của trẻ em so với người lớn bao nhiêu cũng kém hơn. Vì thế khi mà nhiệt độ cao, thời tiết nắng nóng chắc chắn là ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em rất là nhiều.
Một cái vấn đề nữa là cái ô nhiễm không khí, môi trường thì cũng sẽ là ảnh hưởng sức khỏe trẻ, đặc biệt là gì? Các bệnh lý về đường hô hấp, hoặc là một số trẻ có cơ địa là mẫn cảm với yếu tố thời tiết như là hen, viêm tiểu phế quản thì còn có thể đây là một cơ hội để cho các bệnh lý nó bùng phát trở lại. Trong cơ cấu 5 loại bệnh tật có số người mắc nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay, gồm hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nhiễm khuẩn và bệnh liên quan đến ký sinh trùng, thì bệnh lý về đường hô hấp do ô nhiễm không khí đang có tỷ lệ người mắc cao nhất, chiếm 17,3%, và đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai so với những loại bệnh tật còn lại. Trong tất cả các cơ quan trong cơ thể thì phổi, phế quản là cái cơ quan duy nhất mà hàng ngày phải tiếp xúc với cả cái môi trường bên ngoài. Sự thay đổi về ô nhiễm môi trường thì các bệnh lý về hô hấp nó phản ánh một cách rất là trực tiếp và rất là chính xác với cái đặc điểm ô nhiễm môi trường ở cái nơi đó. Trước đó, theo khảo sát chất lượng môi trường EPI năm 2017, chất lượng không khí của Việt Nam xếp hạng 123 trên 132 quốc gia và dự đoán còn có thể tụt xuống vị trí 125. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức cảnh báo Hà Nội đang đứng trước nguy cơ lọt vào nhóm các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Theo các chuyên gia, một trong những vấn đề đáng lo ngại bậc nhất là hiện nay, loại bụi lơ lửng tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức quá cao. Trong đó, nguy hiểm nhất là bụi PM2.5. Đây là loại bụi trôi nổi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet, có thể đi sâu vào phế nang, gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mắc bệnh hô hấp, ung thư phổi và bệnh tim. Nếu như cái hạt bụi mà to, thông thường nó bị giữ lại. Thế nhưng mà khi mà anh trong không khí, anh có những hạt bụi vi bụi, thì những cái hàng rào bảo vệ tự nhiên cơ thể không ngăn được cái hạt nhỏ, và nó đi vào sâu vào trong cơ thể, vào trong mũi họng, vào trong phổi và thậm chí vào những người khác, và gây những bệnh rất là nguy hiểm. Nếu như cái ô nhiễm không khí ở hóa chất có những cái hạt không phải là nhiễm trùng, những cái hạt kích thích, những cái hạt độc, thì nó sẽ làm tổn thương cái khả năng bảo vệ của hệ thống miễn dịch tại chỗ, khả năng bảo vệ cơ học của cái hệ hô hấp của trẻ nhỏ. Và chính vì vậy nó tạo điều kiện cho các bệnh lý về nhiễm trùng, viêm vi khuẩn, virus phát triển. Và như vậy chúng ta mới thấy tại sao mà đối với những đứa trẻ sống trong môi trường nó không được tốt thì cái tỷ lệ mà nhiễm khuẩn hô hấp nó cao hơn. Ở Hà Nội, chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2018, có đến 82 trên 90 ngày nồng độ bụi PM2.5 vượt chuẩn cho phép đến 6 lần. Điều đó có nghĩa là gần như mỗi ngày người dân Hà Nội đều đang phải hít thở một bầu không khí khói bụi và ô nhiễm vượt mức cho phép của thế giới. Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo, để tránh mắc bệnh do ô nhiễm không khí, người dân cần mang khẩu trang ra đường, đồng thời tạo thói quen vệ sinh, xịt rửa mũi hàng ngày để bảo vệ khoang mũi khỏe mạnh. Lâu nay nhiều người vẫn nghĩ rằng bệnh vào từ miệng, thế nhưng qua những hình ảnh vừa rồi, có thể thấy rằng với thực trạng ô nhiễm không khí như hiện nay thì thở thôi cũng có thể mắc rất là nhiều bệnh tật. Tuy nhiên là trên thực tế thì người dân vẫn chưa ý thức được hết những nguy cơ trên và quên đi việc bảo vệ đường thở của mình. Với tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay thì Thanh Huyền nghĩ rằng là bảo vệ đường thở là điều mà chúng ta cần thực hiện đầu tiên để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Và đó cũng chính là thông điệp mà câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay muốn gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý, sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7. Ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghe Tổng cục Đất đai báo cáo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai. Sau khi đi vào triển khai được gần 4 năm, luật đất đai 2013 đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thi hành luật đất đai vẫn còn những tồn tại bất cập. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành sửa đổi một số điều luật để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật cho phù hợp với giai đoạn hiện nay. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án 17 bị cáo gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, MHB. Được biết, tòa đã triệu tập 17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, có 15 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, ông Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB và các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn với động cơ vụ lợi làm thiệt hại hơn 349 tỷ đồng cho Ngân hàng MHB. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra Đại hội Nữ Trí thức Việt Nam lần thứ hai. Đại hội đã có các đề tài khoa học của 24 nữ trí thức được quảng bá và được thương mại hóa. Ngoài ra, hội còn tổ chức gần 20 hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ luận án, kinh nghiệm tổ chức cuộc sống đối với một số nữ trí thức.
Hội Nữ Trí Thức Việt Nam được thành lập tháng 2 năm 2011 là môi trường cho nữ trí thức phát huy sức sáng tạo và trí tuệ của mình nhằm cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển chung của xã hội. Ngày hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ nhất năm 2018, diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày hôm nay mùng 3 tháng 7. Tuần lễ văn hóa đã diễn ra nhiều hoạt động nổi bật nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Lý Sơn, qua đó tôn vinh được những giá trị văn hóa truyền thống đặc biệt riêng của vùng đất Lý Sơn nói riêng, Quảng Ngãi nói chung. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức quốc tế. Sau nhiều tháng được đồn đoán sẽ vươn sang ngành kinh doanh dược phẩm, cuối cùng Amazon cũng đã thông báo mua lại nhà thuốc trực tuyến PillPack có trụ sở ở thành phố Boston bang Massachusetts, đang có giấy phép phân loại thuốc và giao thuốc cho khách hàng ở 49 trên 50 bang của nước Mỹ. Thương vụ dự đoán sẽ hoàn tất trong cuối nửa năm nay. Amazon không tiết lộ giá trị của thương vụ, nhưng các nguồn tin nắm rõ câu chuyện này cho biết Amazon sẽ chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ bằng tiền mặt để đưa PillPack vào các đế chế kinh doanh của mình. PillPack giao thuốc đến tận nhà khách hàng. Không những thế, những khách hàng uống nhiều loại thuốc cùng lúc cũng không cần phải bóc từng loại ra khỏi vỉ nữa, vì PillPack đã chia sẵn liều cho họ. Chẳng hạn một người uống 5 viên thuốc khác nhau vào mỗi buổi sáng sẽ nhận được gói hàng, trong đó 5 viên thuốc này đã được để sẵn vào những túi nhỏ. PillPack chỉ là một đối thủ nhỏ trong ngành kinh doanh dược phẩm kê toa ở Mỹ có trị giá 327 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Năm ngoái, hãng nghiên cứu dữ liệu thị trường dược phẩm Quintiles IMS dự báo chi tiêu của người Mỹ cho dược phẩm kê toa sẽ tăng trung bình 4-7% và sẽ tăng lên đến 580-610 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. PillPack phục vụ chỉ khoảng 40.000 khách hàng mỗi năm và đạt doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái. Song Amazon có thể tiếp tục thâu tóm tài sản trong ngành dược phẩm để mở rộng quy mô, giống như những gì tập đoàn này đã làm trong ngành thực phẩm. Trong khi đó, mạng lưới hoạt động phủ khắp nước Mỹ và kiến thức chuyên môn về dược phẩm của PillPack lại giúp Amazon tiến nhanh vào một lĩnh vực kinh doanh được giám sát nghiêm ngặt và còn xa lạ với Amazon. Sở hữu số lượng khách hàng thành viên gói Prime hơn 100 triệu người trên toàn cầu, Amazon hoàn toàn có khả năng giúp PillPack trở thành một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực mua thuốc trực tuyến và giao thuốc tận nhà. Thành viên Prime được vận chuyển miễn phí trong vòng 2 ngày đối với hầu hết tất cả các mặt hàng bán trên Amazon. Theo thống kê, thì mỗi tháng có hơn 10.000 người Mexico bị trục xuất khỏi Mỹ, trong đó có những người đã từng sống tại Mỹ trong nhiều thập niên. Khi bị trục xuất trở về Mexico, những người có thâm niên ở Mỹ này gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập ở chính vùng đất quê hương của mình. Tại thành phố Mexico thì có một nhà hàng đồ nướng thu hút rất đông thực khách. Điểm đặc biệt của nơi này chính là các nhân viên, họ đều là những người bị trục xuất khỏi Mỹ, đang tìm cách để hòa nhập với cuộc sống nơi quê nhà. Trong những năm gần đây, thịt nướng kiểu Texas của Mỹ dường như thu hút được khá đông thực khách ở thành phố Mexico City. Những thực khách biết đến nhà hàng mang tên Pinchy Gringo này không chỉ bởi món ăn hấp dẫn, mà còn bởi sự hòa nhã và không khí cởi mở vui vẻ, cũng như hài hước của những nhân viên tại đây. Tôi nhận thấy những người từng sống lâu năm tại Mỹ rất phù hợp để làm việc tại nhà hàng của chúng tôi, bởi ở đây họ có thể thấy giống như đang ở Mỹ vậy. Khi họ cảm thấy được tôn trọng, chúng ta sẽ thấy họ làm việc rất tốt, giúp cung cấp những dịch vụ tuyệt vời. Những nhân viên này cho biết họ có cảm giác bị trục xuất một lần nữa khi cố gắng hòa nhập vào cuộc sống ở Mexico. Hugo Hernandez là một người trong số đó. Anh từng bị trục xuất khỏi Mỹ cách đây 5 năm. Họ chế giễu giọng nói của chúng tôi, cách chúng tôi ăn mặc, cách cư xử và cả cách nghĩ của chúng tôi. Lúc đầu tôi cảm thấy rất sốc. Và nhà hàng Pinchy Gringo chính là nơi chữa lành cho những tâm hồn đang đau khổ đó. Đồng thời, những nhân viên của nhà hàng đặc biệt này hy vọng, giống như sự kết hợp của món ăn Mỹ với Mexico, họ có thể tìm được ý nghĩa cuộc sống, cũng như vị trí của mình trong sự hòa trộn giữa hai nền văn hóa khác nhau. Ceviche là món gỏi hải sản nổi tiếng của người dân nhiều nước Mỹ Latin, trong đó có Peru, nơi món ăn này được xem là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực. Người dân Peru không chỉ yêu thích ceviche mà còn có hẳn một ngày lễ quốc gia nhằm tôn vinh món ăn truyền thống này. Một trong những hoạt động được chào đón trong ngày Ceviche quốc gia hàng năm của Peru là chương trình giới thiệu về nghệ thuật chế biến món gỏi hải sản này trước công chúng tại thủ đô Lima. Đến hẹn lại lên, năm nay người dân và du khách đã có dịp tìm hiểu và nếm thử miễn phí món ăn truyền thống từ những đầu bếp nổi danh.
Họ cũng có cơ hội thưởng thức những sáng tạo mới trong cách chế biến món ceviche với khoảng 40 kiểu hương vị đã được giới thiệu đến công chúng. Tất cả các kiểu chế biến ceviche năm nay đều rất tuyệt, đa dạng về hương vị. Điều đó cũng cho thấy sự phong phú trong văn hóa ẩm thực Peru, nơi có rất nhiều giống ớt, hoa quả, thảo dược có thể kết hợp với nhau trong món ceviche. Theo ghi nhận, trong lịch sử Peru, món ceviche ra đời từ khoảng năm 100 đến 700 và được dân gian lưu truyền đến ngày nay. Do đó, ngày ceviche quốc gia là sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc gìn giữ văn hóa ẩm thực lâu đời của dân tộc, qua đó nâng cao lòng yêu nước. Đối với trẻ em thì những con khủng long luôn là đề tài hấp dẫn và gây tò mò, khiến các em luôn muốn được tìm hiểu về chúng. Tại một triển lãm mới được tổ chức ở tại Shanghai của Trung Quốc, thì các em nhỏ không chỉ được tìm hiểu về các loài khủng long mà còn được tương tác với chúng và tham gia vào các hoạt động như đào xương khủng long hay là chơi các trò chơi liên quan đến khủng long. Triển lãm chủ đề tương tác với khủng long đang diễn ra tại trung tâm triển lãm của thành phố Shanghai, thu hút đông đảo trẻ em đến đây. Tới triển lãm, người xem sẽ được trải nghiệm cỗ máy thời gian trở về thời tiền sử. Các em nhỏ được trải nghiệm khung cảnh thời tiền sử với công nghệ 3D mà không cần dùng đến kính chuyên dụng. Đối với trẻ em, khủng long luôn là thứ đầu tiên thu hút chúng bởi sự huyền bí mà chúng mang lại. Ngoài việc được tiếp xúc với các công nghệ kỹ thuật số hiện đại, việc tương tác với các công nghệ này khiến người xem vô cùng thích thú. Tôi có hai đứa con, một 10 tuổi và một 5 tuổi. Tôi muốn chúng được học hỏi và tương tác, vì vậy tôi đã đưa các con tới đây. Cháu thấy rất vui. Ở nhà cháu có rất nhiều mô hình xương khủng long. Cháu rất thích loài khủng long. Ban tổ chức triển lãm cho biết, đây có lẽ là một cách giáo dục rất hiệu quả và ấn tượng với thế hệ trẻ. Được biết, hơn 20.000 vé đã được bán trước khi triển lãm chính thức mở cửa. Bãi biển Lagoon không chỉ là một trong những bãi biển đông khu du lịch nhất ở thành phố Cape Town, Nam Phi, mà còn là nơi thu hút nhiều người đến thu nhặt răng cá mập. Được biết, công việc này mang đến khoản thu không nhỏ cho người dân địa phương nơi đây. Những người này đang đi dọc bãi biển Lagoon để tìm kiếm răng cá mập hóa thạch. Số lượng răng cá mập trôi giạt vào đây có thể lên đến hàng trăm cái. Đây cũng là cơ hội kiếm tiền cho nhiều người. Giá của mỗi chiếc răng phụ thuộc vào kích cỡ của nó. Những chiếc răng to bằng hai ngón tay sẽ có giá khoảng $3. Ba ngón sẽ là khoảng $7. Còn to hơn nữa, chúng tôi gọi là Megalodon, hay còn gọi là răng to. Chúng có giá rất lớn. Những con cá mập thường xuyên thay răng, vì vậy mỗi con cá mập có thể có tổng cộng hàng ngàn cái răng trong đời. Cá mập là loài đã tồn tại trên trái đất khoảng 400 triệu năm. Răng cá mập khi rụng sẽ rơi xuống đáy biển mà mất khoảng 10.000 năm để trở thành hóa thạch. Hầu hết những chiếc răng cá mập sẽ được đưa đến bảo tàng hoặc bán cho các cửa hàng trang sức. Nơi đây còn có nhiều hóa thạch của các sinh vật biển khác như xương cá voi. Với ý tưởng mang thiên nhiên vào giữa lòng thành phố, một dự án nghệ thuật đặc biệt đã được dựng lên ở trên sông Brooklyn của thành phố New York. Dự án đã tạo nên một khu rừng nổi mang tên là Squirrel với những loại cây trái có thể ăn được, cùng với những ngọn đồi để bất cứ ai cũng có thể tới đây để cảm nhận sự gần gũi với thiên nhiên. Khu rừng nổi rộng 30.000 hecta nằm trên dòng sông Đông ở thành phố Brooklyn của New York. Để tới được khu rừng nổi độc nhất vô nhị này, khách du lịch có thể di chuyển bằng xà lan. Thật lạ lùng khi được tới khu rừng nổi này, nó vẫn đang chuyển động lênh đênh nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang đứng trên đất liền vậy. Trôi dạt từ thành phố này qua thành phố khác, rừng Swell được góp nhặt từ những vật dụng thường ngày ở những nơi mà khu rừng đặc biệt này đi qua. Nhiều người cho rằng việc mọc trên xà lan sẽ khiến cây trái ở đây khó có thể phát triển tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, khu rừng lại cho thấy điều ngược lại với những hoa trái nở rộ khi đến mùa. Những khách du lịch có thể thoải mái dạo chơi trên thuyền, nhưng không được phép hái quả trên cây. Vì vậy, các du khách có thể lên thuyền và tự mình học cách sang chiết các loại cây để có thể mang về tự trồng ở nhà mình. Nhiều bậc cha mẹ đã đưa các con của mình lên xà lan để chúng có thể gần gũi với thiên nhiên và học cách trồng các loại cây xanh. Nhiều người cho rằng Squirrel là một ý tưởng thú vị và có thể áp dụng cho các công viên cây xanh trong tương lai. Hồi năm 2016, năm nước là Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda và Brunei đã tuyên bố sẽ cấm nhập quần áo qua sử dụng từ các nước phương Tây và tiến trình thực hiện lệnh cấm này sẽ bắt đầu được thực hiện dần đến năm 2019.
Hiện tại thì quần áo đã qua sử dụng từ nước ngoài đang phải chịu một mức thuế khá cao, gây ra một cuộc chiến mang tên là cuộc chiến quần áo cũ ở châu Phi, đặc biệt là ở Rwanda. Tại châu Phi, quần áo đã qua sử dụng được nhập khẩu phần lớn từ Mỹ, Anh và Canada. Đây là nguồn hàng tạo ra một ngành công nghiệp phi chính thức trị giá hàng triệu đô la Mỹ, với hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương. Cụ thể đó là công việc buôn bán đồ cũ. Theo cơ sở dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc, năm 2016, giá trị nhập khẩu trang phục cũ vào cộng đồng Đông Phi lên đến 151 triệu đô la Mỹ. Các tiểu thương mưu sinh nhờ quần áo cũ cho rằng mức thuế cao hơn đang giết chết họ và rằng việc kinh doanh quần áo mới là không thể vì vượt quá khả năng tài chính của họ. Cô Marcel, một người chuyên bán quần áo cũ cho biết, nhiều tiểu thương khác hiện không còn nhiều việc để làm, một số cửa hàng thậm chí đã đóng cửa vĩnh viễn. Bây giờ rất khó để thu mua quần áo cũ, việc kiếm tiền không hề dễ dàng. Trước đây với 5.000 franc có thể mua 15 thứ và bán lại với giá 20.000. Tiền đó để dành cho việc học của con cái chúng tôi, quần áo của chúng và mua thực phẩm. Trong 25 năm qua, Rwanda đã có bước tiến đáng kể trong lĩnh vực kinh tế, nhưng giới chức nước này cho rằng sự phổ biến của trang phục đã qua sử dụng đang cản trở sự tăng trưởng của ngành may mặc còn non trẻ của quốc gia. Thay vì việc mua quần áo đã qua sử dụng, cùng mức giá đó bạn có thể mua sản phẩm may mặc trong nước. Nó mang lại niềm tự hào khi sở hữu sản phẩm gắn mác Rwanda. Trong khi ngành may mặc Rwanda luôn mong đợi sự thay đổi và phát triển của các sản phẩm trong nước, những người dân khác và cả những tiểu thương buôn bán quần áo cũ lại tiếp tục chịu thiệt hại từ chính sách cấm bán quần áo cũ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.